Chân Như xin kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình Mỗi Ngày Một Câu Hỏi của Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, đáp lại đơn thư kiện lên tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh của 8 gia đình bị phá nhà ở Hồ Bangkok thuộc phường Sathorn, Chủ tịch phường đã nộp đơn khởi kiện chống lại 6 người dân trong số 8 gia đình vừa nói về việc chửi mắng và hâm dọa chống chính quyền thi hành công việc khi chính quyền dùng xe xúc cát ủi nhà dân để lấy đất cho công ty. Sáng ngày 17 tháng 10, gần 100 người Campuchia lẫn người Việt đang sống ở Hồ Bangkok tổ chức cuộc họp báo. Chân Như hỏi chuyện anh Quốc Việt, thông tin viên Đài Á Châu Tự Do tại Phnom Penh. Dạ vâng, thưa anh có thể cho biết cái mục đích của cuộc họp báo sáng nay là gì không ạ? Vâng, thưa anh Chân Như, kính thưa quý vị khán giả, bây giờ Việt đang có mặt tại Hồ Bangkok, nơi mà người dân gần 100 người tại Hồ Bangkok đã đang tổ chức cuộc họp báo tại đây liên quan vấn đề mà chính quyền phường Sathorn đã gửi đơn thưa người dân ở đây. Thì như quý vị đã biết, trước đây vào ngày 16 tháng 9 đã có 8 căn nhà của người dân ở đây, trong đó có 3 căn nhà người Việt đã bị phá hủy tại đây. Bởi vì công ty Sakaku In lấy đất xây dựng trung tâm thương mại tại đây. Vào ngày 4 tháng 10 mới đây thì người dân bị phá hủy nhà cửa đã có gửi đơn lên tòa án sơ thẩm để giải quyết vấn đề này cho họ. Tuy nhiên chính quyền địa phương, tức là chính quyền là chủ tịch của phường Sathorn đã có làm đơn khởi lại, tức là thưa lại người dân ở đây. Trong khi đó đã có 6 người đã bị khởi kiện. Cho nên hôm nay họ tổ chức cuộc họp báo cũng như là gửi thông cáo cho đến Thủ tướng Chính phủ ông Hun Sen để cho giúp họ giải quyết vấn đề này. Thì Quốc Việt hỏi chuyện một người dân trong số 6 người đã bị chính quyền địa phương khởi kiện lên tòa. Nhà cửa tôi giờ đập phá tan banh hết trơn, không có chỗ nào chồng tôi, con tôi ở. Rồi mà ngược lại còn thưa chồng tôi ở tù, tôi không có biết lý do đó như thế nào. Tôi muốn là bà con can thiệp cái sự đó công bằng lại cho chồng tôi và tôi với bà con tất cả người ở đây. Quốc Việt, phóng viên Đài Á Châu Tự Do, tường trình từ Campuchia. Xin cảm ơn anh Quốc Việt. Kính thưa quý vị, Mỗi Ngày Một Câu Hỏi và Chân Như xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình này ngày mai.